Mến chào lại khách mời và chào tất cả anh chị em đang theo dõi live nhé. Cứ mãi xem xong bắt đầu mãi chuyện quên cả chào mọi người. Thì chào tự do ngôn luận. Cái vụ mà chúng ta huy động quân đội vào để phục vụ cái việc mà phòng chống dịch của thành phố cũng như các cái tỉnh À, em chán thân. Nam thì một số đài báo của bọn Được chưa? Ba Sọc cái nó xuyên tạc là chúng ta đưa quân đội vào để đàn áp rồi là để bảo vệ chế độ rồi các kiểu, tức là nó có 1001 cái thuyết âm mưu. Thì mọi người có thể là chia sẻ về cái việc chúng ta đưa quân đội, đưa những cái lực lượng quân đội Lào vào để làm những việc gì, để cho phản bác lại những cái luận điệu của cái bọn Ba Que Ba Sọc rồi cái bọn xuyên tạc. Bây giờ mình xin phép được nói trước đi, anh em thay phiên nhau. Về cái vấn đề quân đội á, thì mình phải hiểu được là cái tình hình hiện nay nó như thế nào. Đó, mình xin chào lại các anh em diễn đàn luôn nha. Hãy quên chào. Thì nói về quân đội thì chúng ta phải hiểu về cái quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân như thế nào. Thứ nhất thì mình phải quân đội nhân dân Việt Nam có hai cái nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó nó có ba cái chức năng. Chức năng là đội quân chiến đấu, công tác, đội quân sản xuất. Thì bây giờ hiện tại thì quân đội chúng ta đang thực hiện cái chức năng đó là chức năng công tác. Chúng ta thấy quân đội thực hiện cái chức năng công tác này rất là nhiều lần rồi. Và đặc biệt là năm ngoái chúng ta thấy cái vụ lũ lụt á ở miền Trung đó, thì quân đội đã thực hiện rất tốt cái chức năng này. Đó, họ điều động các cái đơn vị quân đội ở gần và những cái đơn vị quân đội mà chuyên về cái việc công tác cứu hộ cứu nạn đó, thì chúng ta đã thực hiện rất tốt. Thậm chí là có rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Nhưng mà quân đội là vậy. Ngày xưa khi mà chống giặc ngoại xâm thì cái việc hy sinh là đương nhiên, nhưng mà thời bình chúng ta vẫn có những cái mất mát. Nhưng mà không bao giờ quân đội lùi bước. Đó là quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội nhân dân chứ không phải là quân đội nhà nghề hay quân đội chuyên nghiệp gì hết. Đó là quân đội nhân dân Việt Nam. Và mọi cái công tác, mọi cái nhiệm vụ của quân đội đều vì nhân dân, vì Tổ quốc. Thì bây giờ chúng ta lại có một cái công tác rất là đặc biệt. Và lần đầu tiên trong trong cái lịch sử hình thành quân đội nhân dân Việt Nam, đó là cái công tác về phòng chống cái dịch bệnh. Đó. Trước giờ chưa chưa có tiền lệ. Và hôm nay quân đội đã thực hiện rất nhiều, đã thực hiện cái công việc đó tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chốt chặn kiểm soát cái tình hình đi lại, rồi phân phối lương thực thực phẩm cho người dân là quân đội làm. Quân đội thực hiện một cái thành phố mười mấy triệu dân rộng lớn như vậy, nhưng mà tôi tin tưởng quân đội khi mà đã thực hiện, đã vào tay quân đội thì chắc chắn sẽ thành công. Thì các anh chị thấy đó, thì quân đội chúng ta, đảng và nhà nước chúng ta đã xác định COVID cũng là một loại giặc. Thì nếu mà đã muốn chiến thắng được giặc thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng quân đội. Trước kia giặc là giặc hữu hình, ngoại xâm, chúng ta cũng sử dụng quân đội để đương đầu với nó và chiến thắng nó. Thì hôm nay giặc vô hình nó tồn tại ngay trong lòng đất nước, và cuối cùng cũng phải cần đến quân đội để chúng ta tiêu diệt cái con virus này. Và rõ ràng chúng ta phải cần đến quân đội. Nếu không có quân đội chắc chắn chúng ta rất khó. Bởi vì 2-3 tháng trước chúng ta đã thực hiện rất nhiều cái biện pháp rồi, nhưng mà không, cái hiệu quả nó đem lại không cao. Cho nên là Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ đã quyết định cử quân đội thực hiện cái nhiệm vụ này. Và ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng ta thấy hình ảnh các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đó, đứng chốt chặn kiểm soát ở các cái địa bàn trong toàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng phụ trách luôn cái việc mà cung cấp lương thực thực phẩm đến
từng hộ dân trong thành phố để đảm bảo cái việc không ra ngoài nhưng mà lại không có bị ảnh hưởng bởi thiếu lương thực, thiếu thực phẩm. Và tôi tin rằng trong thời gian tới, cái việc kiềm chế và đẩy lùi cái COVID này nó sẽ khả thi, và chắc chắn là như vậy. Một khi quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện mà không thắng nữa thì không có cái gì để thắng được con COVID này đâu. Và tôi tin tưởng là quân đội chúng ta sẽ làm được và làm rất tốt. Và cũng mong muốn nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh này hợp tác. Đó, chúng ta hợp tác. Cái nhà nước cần, cái đảng nhà nước cần ở nhân dân là gì? Là hợp tác, là tính tự giác chấp hành các cái quy định đã được đặt ra. Nhà nước không mong chúng ta làm những cái việc to lớn hơn đâu. Đó, cho nên là chúng ta cần phải tự giác chấp hành những cái quy định mà chỉ thị 16 và bây giờ là 16 plus gì đó, chúng ta thường hay gọi như vậy, để mà thực hiện cho nó tốt. Và tất cả những gì đảng, nhà nước, quân đội làm là vì ai? Vì nhân dân hết. Nếu chúng ta muốn, nếu mà chúng ta không vì nhân dân thì chúng ta đã bỏ cho nó tự do, virus nó tự bay tự nhảy giống như là nước Mỹ từng làm chẳng hạn. Chào Hồng lưu ý ạ. Bỏ như vậy, chúng ta bỏ như vậy thì ai khỏe nè, đúng không? Một các cái lực lượng chức năng à. Các cái lực lượng chức năng đó, họ sẽ khỏe, nhưng mà đây không khi lắm thì mới gặp lại nhỉ. Thì thôi mình chia sẻ tới đây đi, để cho các anh em khác tiếp tục, mời các anh em khác tiếp tục chia sẻ. Làm tiếp đi chứ tự nhiên Bùi Tùng lần lượt đến Bùi Tùng đi, xem có cái đóng góp, cái chia sẻ gì về cái việc quân đội này vào không. Em xin chào anh Lan Hoàng và tất cả các anh chị trên diễn đàn. Cái câu comment mà em thấy rất nhiều cái thành phần phản động nó comment câu đầu tiên mà trong những cái vấn đề về quân đội là nó comment như thế này nè. Hỏi coi có cái đất nước nào mà đi chống dịch mà đưa quân lính vào trong chỗ của ở của người dân hay không? Em nói mắc cười. Vậy ở bên Mỹ của mấy bạn bùng nổ dịch thì mấy bạn có đưa lực lượng vệ binh Cộng hòa mấy bạn ra không? Ở bên Mỹ hiện tại đó, khi ở những cái bệnh viện, những cái trạm xá, những cái khu dân cư mà hiện tại Mỹ đang bị chịu dịch nhiều đó, có cái lực lượng vệ binh cách mạng của Mỹ đến để mà hỗ trợ cho người dân không? Cái chuyện bây giờ là dịch bệnh ở bất cứ nước nào trên thế giới, khi mà gặp những cái vấn đề khó khăn hay là cái sự bùng nổ của cái dịch Delta này thì không chỉ là cái vấn đề là ý thức của người dân nữa, mà cần phải có cái sự hỗ trợ từ quân đội. Thì em thấy cái điều đó là cái điều mà phổ quát hết, nước nào họ bây giờ họ cũng vậy hết, chính phủ nước nào họ cũng phải căng mình và dùng tất cả những cái biện pháp để mà khống chế dịch bệnh. Vậy thì tại sao chúng ta phải lựa chọn quân đội? Là bởi vì có những lý do như thế này. Thứ nhất, quân đội là gì? Quân đội là cái lực lượng vũ trang có cái quân số đông đảo nhất, tức là một cái tổ chức mà đông đảo người nhất đó, thì sẽ hỗ trợ chống dịch tốt nhất. Và quân đội là gì? Quân đội là thực hiện theo cái quyền quản lý của chính phủ và nhà nước, thì tất nhiên tất cả những cái hoạt động mà phòng chống dịch đó sẽ được thực hiện, sẽ được phổ quát một cách tốt nhất. Cho nên là về cái phương diện là lý thuyết, không có một cái đơn vị nào, không có một cái nhóm tổ chức xã hội nào mà có thể hỗ trợ chống dịch mà phù hợp bằng quân đội được. Cho nên những cái ý kiến mà những cái thành phần xuyên tạc là nó đều muốn chia rẽ và nó đều muốn là bôi xấu quân đội. Bôi xấu quân đội để mà người dân suy nghĩ, nhìn nhận những cái điều không tốt, không đúng, và làm cho cản trở cái mối quan hệ mật thiết quân dân, và đồng thời là gây ngăn cản cho cái quá trình phòng chống dịch. Theo em là như vậy đó. Tức là tụi nó tìm cách bôi xấu quân đội, nhân dân, để cho cái người dân có cái sự ngờ hoặc, có cái sự gọi là không có tin tưởng. Thậm chí là có những bộ phận là chống đối để gây khó dễ, tiếp tục là gây khó khăn cho cái công cuộc phòng chống dịch. Và cái nhiệm vụ chính là như vậy. Còn mà thực chất mà nó không có một cái đơn vị nào hiện tại mà có đủ khả năng về quy mô cũng như về chất lượng để có thể đảm bảo cái việc chống dịch được. Đấy. Và cái tất cả các anh chị cũng thấy là
là quân đội đến các cái khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Sài Gòn, họ phải làm rất là nhiều nhiệm vụ. Cũng giống như anh Nam Phong vừa chia sẻ đó, thứ nhất là điều tiết giao thông, điều tiết những cái người qua lại. Mà nếu nói điều tiết cũng không đúng, mà thật ra mà nói đó là kiểm soát và hạn chế cái mức độ đi lại của người dân. Cái mục tiêu lớn nhất là kiểm soát cái mức độ đi lại của người dân. Và cái mục tiêu thứ hai mà quân đội đang làm theo em nghĩ đó là hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong cái phần phòng chống dịch này. Vậy thì tại sao mà trước kia chúng ta cũng có cái bộ phận để mà làm về phân phối nhu yếu phẩm, nhưng mà tại sao là bây giờ phải là quân đội? Là bởi vì cái mật độ dân số, cái quy mô dân số, cái kích cỡ của cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta quá lớn. Những cái đợt dịch trước chúng ta đã nhìn thấy rồi, là cái kích cỡ của cái thành phố này quá lớn, cái số lượng người dân quá đông. Đặc biệt là ở Sài Gòn là thành phần người dân lao động và những cái nhóm yếu thế cũng chiếm một bộ phận không nhỏ. Mà những người như vậy thì họ rất là khó khăn để mà có thể được cung ứng lương thực thực phẩm. Đấy. Các anh chị cũng thấy là thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều ngõ hẻm, rất là nhiều hõ hẻm rồi, rồi thành phần thì cũng rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà họ có được nhu yếu phẩm trong những thời kỳ dịch là rất là khó khăn. Đấy. Rồi những cái người mà sống mà có cái mức sống thấp cũng rất là nhiều luôn. Vậy thì sao? Vậy thì phải cần có một cái đội ngũ chuyên trách để mà có thể vận chuyển lương thực thực phẩm đến sâu sát với từng hộ dân. À, thì em nghĩ là vấn đề hỗ trợ của quân đội sẽ là tốt nhất. Với lại cái này em, đây là ý kiến chủ quan của em thôi, không biết các anh chị nghĩ như thế nào. Nhưng mà em có cái cảm giác là cái việc mà việc điều tiết các cái gói hỗ trợ trong những cái đợt dịch trước ấy, có vẻ hình như gặp những cái rất khó khăn. Tức là từ cái chỗ mà từ tổ trưởng dân phố mà đưa xuống người dân á, gặp rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều cái trục trặc. Thì em nghĩ là bây giờ quân đội xuống đây họ nỗ lực hỗ trợ hợp tác với chính quyền địa phương là để giải tỏa cái bài toán nan giải này. Giải tỏa cái bài toán nan giải này. Em nói thật chứ em thấy là có một số khu vực ở nhà gần nhà em hoặc là những khu vực ở trong cái huyện của em á, gặp những cái vấn đề rất là khó khăn và rất là nhiều chuyện nhiều khê liên quan đến cái vấn đề là các cái gói hỗ trợ. Thì em nghĩ là bây giờ khi mà đã có quân đội hỗ trợ thì những cái gói hỗ trợ đó bắt buộc là phải xuống tận người dân, đúng người, đúng hộ dân để mà nó đảm bảo cho cái tình hình nhu yếu phẩm. Với lại có một cái vấn đề nữa là bây giờ ở phía Nam em cảm nhận là có một số cái vấn đề là cũng vì dịch bệnh như thế này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh trật tự. Rất nhiều an ninh trật tự. Đấy, có một số những cái thành phần xấu họ lợi dụng cái chuyện mà dịch bệnh này để họ tuồn ma túy hay là họ tuồn những cái chất cấm đi qua các cái trạm kiểm tra. Họ lợi dụng họ bỏ chất cấm vào trong những cái lương thực thực phẩm để họ thông qua các cái trạm kiểm tra, mà cái lực lượng kiểm tra kiểm soát của chúng ta nó mỏng quá, chúng ta không có đủ. Thì bây giờ khi mà có lực lượng an ninh hay là có bộ đội quân đội thì cái việc chúng ta kiểm soát sẽ tăng cường hơn và hạn chế cái chuyện là họ có thể gọi là tẩu tán hay là đưa những cái gọi là chất cấm, buôn bán chất cấm hay là giao dịch chất cấm trong cái vùng dịch. Thì em nghĩ cái điều đó là điều rất là tốt. Em nghĩ là vậy. Có cái clip đó là họ lấy cái danh nghĩa là từ thiện, họ lùa các cái tài liệu vật phẩm của tuyên truyền của Pháp Luân Công vào trong đó phát cho dân. Dạ. Mà em thấy vậy nè anh, em thấy là một cái trạm gác á, em thấy không biết các anh chị ở phía Nam thấy như thế nào, nhưng em thấy một cái trạm gác á, hiện tại hồi cách đây mấy hôm á, thời thường một cái trạm gác có 4-5 người, mà nhiều khi số lượng mật độ đi lại á, họ nhiều á, cho nên là cái việc kiểm tra nhiều khi là không có ổn. Nhưng bây giờ em thấy mỗi trạm gác chắc cũng phải có quân số, chắc cũng phải tương đương gần 10 người á, em nghĩ là khoảng 10 người á, cho nên là cái chuyện mà rà soát kiểm soát nó sẽ đảm bảo tốt hơn và kỹ lưỡng hơn. Để chúng ta có những người tổng thể cho thân có ý kiến gì đóng góp vào cái chủ đề này không? Mời thân. À, dạ, đừng có đưa em lên một mình này, em rung, em phải ngồi với anh em đông đông mới được, chứ đưa lên mình mày rung lắm. Em nói là cái AQ thích nói sự thật á, nói rồi nick Nguyễn Văn Thân, Văn Thân Nguyễn với Hà Tĩnh người gì á, gửi kết bạn đi nói cho 3 ngày 3 đêm cái sự thật ở trong đầu AQ á, nha.
chứ không có phải đừng có chọc máy cái gì hết, chứ cháu mệt nói thiệt luôn. Rồi còn qua cái nội dung mà anh em muốn chia sẻ về cái lực lượng quân đội vào giúp đỡ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á, thì như Bùi Tùng phân tích đó thì em cũng nhất trí thôi. Thứ nhất là cái lực lượng, cái nữa thì quân đội nhân dân Việt Nam thì từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu đấy là cái điều rất là quan trọng. Với lại là một cái yếu tố nữa đó là quân đội là cái tính kỷ luật cao đấy, kỷ luật là tự giác nghiêm minh, thì ở trước cái nghiêm minh đó là cái tự giác, thì tức là trong cái quá trình họ làm việc mặc dù rất nghiêm minh nhưng mà đều giải thích thấu tình đạt lý cho mọi người để mọi người hiểu, để tránh đôi co và nâng cao cái ý thức của tự giác của mọi người. Rồi sau đó nếu mà còn cố tình, những thành phần cố tình thì buộc phải sử dụng tới kỷ luật, là ở cái chỗ đó. Đó là cái yếu tố là người, cái anh bộ đội Cụ Hồ rồi vậy, người là còn cái ngành quân đội nhân dân là vì như vậy. Thì đi dân nhớ ở dân thương, thì từ trước tới giờ là đối với cái tiêu chỉ tiêu của quân đội là như vậy, tức là khi đi thì dân nhớ, mà khi ở thì người dân người ta thương, và khi mà ở đó thì giúp đỡ cho nhân dân này kia là họ rất là thương yêu, và khi đi thì phải để lại cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người dân, thì đi dân nhớ ở dân thương là cái vấn đề như vậy. Và cái việc cái luận điệu, các cái luận điệu xuyên tạc của những cái thành phần kia là nó đặt ra cái câu hỏi đầu tiên là nó chụp mũ bằng cái cách là điều xe tăng thiết giáp và súng ống để vào để đàn áp dân thành phố Hồ Chí Minh đấy. Cái thứ hai nữa, chúng đưa ra một cái thuyết âm mưu là có cái sự mâu thuẫn giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đấy, nó tạo ra cái thuyết âm mưu như vậy. Và cái thứ ba nữa, nó đặt ra cái câu hỏi là tại sao lại đưa quân đội ở ngoài Bắc vào miền Nam làm gì. Thì ở đây những cái trước á, thì em cũng đã chia sẻ nhiều ở các cái diễn đàn cũng như là rất nhiều anh em chia sẻ rồi, thì ở đây em trả lời một cái câu hỏi là tại sao lại đưa quân đội ở ngoài Bắc vào trong Nam. Thì xin thưa với các anh rằng á, cái lực lượng quân đội ở ngoài Bắc đưa vào trong Nam á, đó thì các anh phải biết đó là lực lượng quân y và hậu cần đó. Vậy các anh phải hiểu rõ cái vấn đề như vậy, đó không phải là một cái đơn vị chủ lực, đơn vị chiến đấu, mà là những người ở học viện quân y và cũng như học viện hậu cần. Chia sẻ này, anh đang định nhắc mọi người là chia sẻ đúng chủ đề, là đưa cái lực lượng vào thân, nói đúng rồi đấy, đúng. Dạ. Quan tâm thì đó là cái lực lượng quân y và hậu cần thuộc ở cái trường học viện quân y trực thuộc của quân đội và học viện hậu cần đấy, những cái lực lượng đó vào để đàn áp nhân dân à. Thế mấy anh có cái não để suy nghĩ hay không, đưa quân y với hậu cần vào thành phố Hồ Chí Minh để đàn áp nhân dân, rồi có bệnh thì mới suy nghĩ, mới xuyên tạc được những cái vấn đề như vậy không? Anh Lan Phong nghĩ không, cái anh Lan Hoàng, anh Nam Phong với kẻ chú Phú vậy không, quân y thì để làm gì, để cứu người, hậu cần là để làm gì, để phục vụ cái nhu cầu sinh hoạt ăn uống hàng ngày của mọi người, của nhân dân cũng như là những cái lực lượng tuyến đầu, đó là cái mục đích như vậy. Anh Việt Tân, anh lồng ghép cái xe tăng có lòng pháo ở kia, mình chỉ là xe bọc thép, gọi là xe chuyên chở người thôi. Đây anh ấy kiếm cái quả xe tăng vào, anh lấy xe tăng ở đâu? Việt Nam không có cái loại xe tăng này. Anh lồng ghép xe tăng ở đâu vào, anh xin tạc M1A2 Abraham. Rồi cái chuyện đó là mình khoan bàn là ở cái chỗ là điều quân nào đó, thuộc cái binh chủng nào, thì ở đây là quân y với hậu cần. Cái thứ hai nữa đặt ra cái câu hỏi là tại sao lại đưa ngoài Bắc vào trong Nam à? Thì tôi xin thưa với các anh rằng lực lượng đóng quân tại quân khu 7 gồm có 9 tỉnh mà từ Long An cho tới Lâm Đồng, Đà Lạt và Bình Thuận đấy, kể cả Tiền Giang luôn, là lực lượng tại chỗ ở quân khu 7, kể cả các đơn vị không trực thuộc quân khu 7 nhưng đóng chân trên địa bàn quân khu 7 đều sắn tay vào giúp đỡ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh lân cận
từ lâu rồi, không phải là bây giờ. Đấy, mà các anh phải hiểu, phải biết được cái đó mới nói. Còn lại như cái đợt vừa rồi chúng ta bắt đầu làm nghiêm từ ngày 23 ngày hôm nay, 0 giờ ngày hôm nay, là 2000 chiến sĩ của sư đoàn 5 rồi quân đoàn 4. Quân đoàn 4 mặc dù là trực thuộc của Bộ Quốc phòng, không có trực thuộc quân khu 7, nhưng đóng chân trên địa bàn của quân khu 7, cho nên là cũng ra quân để nhằm giúp đỡ, đóng góp cái sức của mình vào cái công cuộc dập dịch của đảng và nhà nước. Đấy, và kể cả sư đoàn 302 cũng điều động lực lượng để đi giúp đỡ các dân ở các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Đấy, cho nên là trước khi đưa ra một cái luận điệu nào đó thì đưa cái nào nó có lý một chút xíu, có một cái tí sự thật nằm ở trong đó. Còn làm ơn không có biết đó thì im đi. Đó, chỉ thấy cái bề nổi là như vậy, thì trong khi đương nhiên là có một cái sự mà giúp đỡ từ các cái tỉnh bạn thì đương nhiên đó là một cái việc quý hóa, thì báo chí cũng như là truyền thông đương nhiên là họ phải ca ngợi. Còn cái việc mà lực lượng tại chỗ họ đã ngay từ đầu dịch á, họ đã sánh tay lao vào giúp đỡ, đã làm rồi á, thì thường đó là cái việc của người nhà, cho nên là chúng ta thường hay không có bêu ríu, không có tung hô lên. Đấy, đây là cái, nếu mà tính nói ra thì nó không có công bằng lắm. Tức là những người ở địa phương khác mà tới giúp đỡ thì được ca ngợi, nhưng mà trong khi những người thực tế ở tại địa phương đó họ quần quật như vậy á, thì không được nhắc đến nhiều là ở chỗ đó. Thì chính vì ở cái điểm này mà tụi nó là chen vào để nó xuyên tạc là như vậy. Chứ còn mà lực lượng quân đội của quân khu 7 cũng như là quân đoàn 4 á, đã chung tay giúp đỡ rất là nhiều rồi. Còn trong cái đợt này thì chúng ta làm căng là ở đây là đảng nhà nước cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh á, là muốn quyết tâm dập dịch sớm nhất trong thời hạn tới ngày 15 tháng 9, là cái việc test toàn diện và toàn dân ở các tỉnh là như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chẳng hạn, là một cái việc làm hết sức cần thiết, và chúng ta phải phát hiện ra ai có nhiễm virus và ai chưa nhiễm, thì để từ đó chúng ta tạo tiếp một cái đối sách làm sao cho nó phù hợp nhất, nhằm đưa cái người dân trở lại cái cuộc sống bình thường mới một cách nhanh nhất. Đấy, chứ còn mà riêng mà còn cái truyền thống của quân đội đối với nhân dân Việt Nam á, thì ai cũng tỏ tường hết rồi. Từ những cháu bé nhỏ khi thấy người chiến sĩ bộ đội đi ngang qua cũng vẫy tay chào, chạy theo bắt tay bắt chân, kia cái sự yêu mến đó rất rõ ràng rồi. Nhưng mà chúng nó lại đưa cái bằng cách là xe thiết giáp đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay á, có thêm một cái mới nữa là anh Lan Hoàng, là viết theo kiểu á, khen lực lượng quân đội và đá đểu qua các cái lực lượng khác. Đấy, nó giả đỏ, anh biết không? Đăng lên cái trang trên chống luận điệu xuyên tạc, cái trang chống luận điệu xuyên tạc, phản biện lại các cái luận điệu xuyên tạc mà đăng lên cái bài như vậy. Thì khi đọc ra là em thấy khen cái lực lượng quân đội này kia, và bắt đầu là chê ở các cái ban ngành kia hồi trước tại sao không làm được như vậy, mà cũng là người của nhà nước mà tại sao quân đội làm được mà các anh làm không được. Thì em bắt đầu em mới góp ý thôi. Thì em góp ý là nói cái gì thì nói, làm cái gì thì làm, đừng gây chia rẽ thêm nữa. Cái bắt đầu là hắn giống như là dập bị dẫm trúng phải đuôi. Đấy, bắt đầu là lộ ra một vài lời. Thì em lúc đó em mới đi vô trong cái trang cá nhân. Thì trong cái trang cá nhân của hắn là toàn là chia sẻ những cái rất là tiêu cực. Đấy, chia sẻ là theo cái luận điệu là chống đối. Thì một cái cá nhân khi viết một cái bài nó lập lờ như vậy, mới đầu nó khen quân đội, xong rồi nó tạo ra cái mâu thuẫn đó, mất đoàn kết giữa các cái ban ngành với nhau. Và một cái luận điệu cái nữa là có một cái người tên nick á, lấy tên nước ngoài. Thì anh thấy nick nước ngoài mới đầu thì đọc cái tựa đề á, là tôi là một cựu chiến binh phục vụ trong quân đội 28 năm ở quần đảo Trường Sa. Rồi rất vui mừng được làm quen với các bạn ở trong cái trang trang gì đó, em cũng quên rồi, nhưng mà ở trong cái trang đó nó lại là cũng chống ba que. Đấy, nhưng mà khi đọc thì em thấy cũng ổn, nhưng mà em nhìn coi ai viết cái đó thì cái tên nick đó là cái tên nửa Việt nửa Tây. Đấy, thì em góp ý nhẹ thôi, em nói là sao thì anh, cái công lao của anh thì như vậy thì em ghi nhận, nhưng mà nói tóm lại á, anh cái tên nick theo cái gánh cá nhân của em thôi là cảm thấy không phù hợp lắm.
rồi bắt đầu hắn lại sổ ra cái em bay vô trang cá nhân em coi nữa, thì nó để cái hình đại diện thì không nói, mà cái hình hình nền á thì là một cái con đại bàng, mà trong trong cái trang cá nhân thì không có chia sẻ nhiều cái nội dung gì lắm, nhưng mà những cái hình ảnh thì nó cái hơi hướng là nó cũng nó liên quan tới bố bố mẹo chút chút, nói chung là thường có cái xu hướng bố mẹo. Đấy, và nhiều anh em khác cũng đã nhận ra và đóng góp ý kiến vào những cái bài đó. Em cũng thấy rất là mừng là rất là, ở trong đó cũng có rất nhiều anh em khác vào là đóng góp ý kiến cho cái, những cái luận điệu như vậy. Thì ở qua đây thì anh đưa chú Phú lại, và qua đây thì em muốn chia sẻ với mọi người như vậy về cái những cái quân đội. Thì Bùi Tùng, anh Nam Phong rồi cũng chia sẻ rồi, thì chúng ta biết được rồi cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ từ xưa nay. Cái việc đó thì không có cần phải suy nghĩ bàn cãi gì nữa, mà ở đây có nhiều cái luận điệu là nó xuyên tạc, nó nhằm gây chia rẽ giữa quân đội với các ban ngành khác, đó là một cái bước phát triển của những cái thành phần chống đối, thì theo em thấy là như vậy. Rồi xin mời anh em khác. Thì theo Nam Hoàng thì thế này, thì chính xác thì chủ đạo là ba cái lực lượng chính, tức là quân y là miền Bắc vào, và hậu cần, và một nữa là kiểm soát quân sự, là ba cái thành phần chính. Sau này thì bổ sung thêm một của quân khu 7 nữa. Thì tức là cái tiêu chí của bộ đội từ năm 2020 là được thay nhá. Mọi người hiểu như này, trước đây là bảo vệ tổ quốc, rồi cái về là giúp đỡ nhân dân trong thiên tai bão lũ, nhưng bây giờ không có cái từ giúp đỡ nhân dân nữa mà phục vụ nhân dân, chuyển cái câu châm ngôn sang là trước đây là giúp đỡ nhân dân, bộ đội giúp đỡ nhân, bây giờ không có cái chuyện giúp đỡ nhân dân mà phục vụ nhân dân trong thiên tai bão lũ cũng như dịch bệnh, là chuyển cái câu nói đấy của tướng gì lâu rồi anh không nhớ, của ông tướng gì nói là chuyển cái câu không có cái chuyện mà giúp đỡ nhân dân mà phải phục vụ nhân dân. Thì vấn đề là như cái bão lũ thế, đúng không ạ? Bây giờ như dịch bệnh này nó cũng cấp thiết rồi, thì những cái như quân y thì vào là chữa bệnh, hậu cần thì vào phát đồ ăn đi chợ, không cái việc cái câu vì nhân vân dân phục vụ khác, nhưng mà cái về cái hành động ấy thì dân Ba Tư ạ, thì trước đây là giúp đỡ nhân dân trong mùa vụ, ví dụ như gặt hái các thứ, nhưng bây giờ là chuyển sang ông tướng gì, trung tướng gì, là chuyển không nói là câu giúp đỡ nhân dân nữa mà phải nói là phục vụ nhân dân. Đó là cái câu slogan của lính, là bây giờ không có cái chuyện giúp đỡ mà phục vụ nhân dân. Thì mình đang nói là bão lũ cũng thế, thì bây giờ cái việc dịch bệnh nó còn cấp thiết hơn cả bão lũ nữa, tại vì nếu mà để cho nó loang ra là cả một cái nền kinh tế trì trệ, mà kể cả có cái vấn đề mà người dân mà không được phục vụ chu đáo, thì họ có những cái kiểu như là chống đối mạnh, thì cũng cần có cái sự nghiêm khắc. Còn nếu mà nói như đàn áp, với cả như Việt Tân đưa Tiêu Tận mang xe tăng vào, thì không thể chấp nhận được những cái câu xuyên tạc của chúng nó. Chủ yếu là vào là thứ nhất là quân y rất cần lực lượng bác sĩ để điều trị, bây giờ các cái ca mỗi ngày nó cả 10.000 ca, thì cần rất nhiều bác sĩ, thì cái lực lượng quân y và cái lực lượng hậu cần là chính. Thì anh em có bổ sung cái gì nữa thêm không? Mình xin bổ sung thêm chút thôi. Về cái lực lượng mà quân y á, thì bên cạnh đó còn có các cái tình nguyện viên bác sĩ của các cái trường y của phía Bắc. Chúng ta trước đây chúng ta là vô rất là nhiều. Bởi vì riêng quân y không thì chúng ta không thể đủ. Bởi vì mình cứ hình dung thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cần rất nhiều y bác sĩ. Một cái điểm mà tiêm chủng vừa rồi, tôi đi tiêm rồi, tôi đếm hình dung là khoảng chừng 4-50 người một cái điểm tiêm chủng thôi, mà ở thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập cả ngàn điểm như vậy. Thì các bạn thấy cái số lượng người nó đông, cái số lượng mà y bác sĩ để phục vụ nó đông như thế nào, chưa kể các cái bệnh viện dã chiến, các cái trung tâm cách ly này kia nhiều lắm. Cho nên cả cái hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc, chứ không chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở cái khu vực phía Nam. Đó, cho nên cái việc mà chi viện cho miền Nam, cho thành phố Hồ Chí Minh là điều đương nhiên. Bây giờ mình hỏi nè, có bình thường nếu mà nói mà kêu các bạn đi như vậy á,
từ ngoài Bắc vô đây đi làm một công việc nó gian nan vất vả như vậy, thì nếu bình thường bạn có đi không, kể cả trả lương cao luôn bạn đi, xa nhà rồi nguy hiểm rồi đủ thứ như vậy, vất vả như vậy, các bạn đi chắc chắn là không đi. Nhưng mà vì cái gì để mà họ tình nguyện lên đường, đó là vì nhân dân, và xa hơn nữa là vì cái sự tồn vong của cả cái đất nước. Những cái việc đó nó vô cùng là ý nghĩa, nó vô cùng đáng trân trọng. Nhưng mà những cái kẻ mà theo tôi nghĩ đó là những con ác quỷ đó, nó luôn xuyên tạc, nó nói xấu, thậm chí là ác ý. Những hành động mà của cái đám xuyên tạc bịa đặt này không thể chấp nhận. Và trong mắt tôi thì đó là những con ác quỷ chứ không phải người. Tụi nó không phải người. Bởi vì con người phải có cái tình yêu thương đồng loại. Con người phải biết chia sẻ cái nỗi đau mất mát của đồng loại. Đó. Chứ không có cái loại người nào mà thấy dân tộc nó bị dịch bệnh thì nó hả hê, nó vui sướng. Không có cái loại người nào như vậy hết. Chưa kể là ở đất nước Việt Nam này còn có anh em bà con dòng họ nó rất nhiều. Vậy hành động đó là hành động của con súc vật, phải con người ác quỷ, mất hết nhân tính. Mỗi lần mà nói đến cái đám này thật sự là sôi máu, xúc lắm. Và ở đây ta thấy thời gian gần đây có những kẻ mình hay gọi là giả đỏ đó, nhưng mà nãy thân nó chịu, những cái kẻ đó nó còn nguy hiểm hơn là những cái thằng ra mặt xuyên tạc bị đặt ra mặt. Bởi vì nó sẽ lèo lái, nó lèo lái người khác. Nó viết một cái bài, một cái vài dòng status hoặc là một clip thì nó sẽ lèo lái được số người nghe theo. Ở ngoài nước cũng như trong nước luôn. Trong nước thì có một số chúng ta thấy báo, nhà báo, luật sư, rồi thậm chí là nghệ sĩ, một vài người đó có cái gọi là cái hành vi mình gọi là dân túy, rất là nguy hiểm. Và khi lên mạng này thì cũng mong rằng chúng ta phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng thì tôi nghĩ là thời điểm hiện tại nó không quan trọng cái đầu lạnh. Đầu lạnh để chúng ta phân tích được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái đáng tin và đâu là cái chúng ta cần lên án. Cả những người mà cờ đỏ yêu nước, thậm chí là cũng có thâm niên, nhưng mà rồi thấy có một vài trường hợp nhận định nó rất là sai. Tôi không hiểu là do cái nhận thức hay là do cái tư tưởng họ thay đổi, hoặc là họ núp lùm lâu quá, núp kỹ quá, trước giờ cứ thể hiện là một người yêu nước, mà dần dần nó sẽ có những cái thể hiện ra, hay là cái lúc, ngay trong những lúc mà đất nước khó khăn như vậy, những cái thành phần đó nó lại có cơ hội nó phát triển, nó lộ mặt. Thì nói đến đây thì mình chỉ góp ý là, và mình hoàn toàn là một cái người dân, mình hoàn toàn ủng hộ cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt quân đội triển khai cái lực lượng. Và nãy các anh chị em đã nói rồi, cái lực lượng này là đến để bảo vệ trước mắt là sức khỏe cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Việt Nam. Thứ hai là đảm bảo cái nhu cầu, cái sinh hoạt tối thiểu hàng ngày của nhân dân. Và thứ ba, cái ý của Dương Văn Tư thì thế này, nói cũng là để cho mọi người hiểu cái bản chất của bộ đội vào thì không phải là như cái bọn nó nói, cũng như là dân Ba Tư nói là chúng nó hô hào. Nhưng quả thật nếu mà có những cái chuyện như thế này thì ý kiến cá nhân của Lan Hoàng nhé, tại sao chúng ta không bảo vệ Đảng, không bảo vệ mà bảo vệ chống biểu tình, chống bạo loạn, chính là bảo vệ nhân dân. Trong cái mùa dịch này mà xảy ra biểu tình bạo loạn, nó không, họ cũng không đạt được cái gì, nhưng chỉ họ mang thêm cái bệnh. Nếu mà có cái ý này, đây là ý kiến cá nhân của Lan Hoàng, kể cả là chống biểu tình, chống bạo động cũng được. Ở cái chỗ là cái dịch này không phải để cho các anh bạo động, các anh biểu tình vào cái ngày dịch này để các anh không đạt được ý của các anh là các anh sẽ bị tắt rồi, nhưng mà các anh sẽ lây lan cho bệnh cho bao nhiêu người nữa khi mà tụ tập đông người.
cả cả là cái việc đó, cái bản chất thì bộ đội vào là không phải cái ý là để chống bạo động hay là để này kia, nhưng mà nếu có thì riêng Nam Hoàng, ý kiến cá nhân Nam Hoàng, Nam Hoàng cũng ủng hộ, đúng không? Tại vì nó cũng không đạt được cái kết quả gì, nhưng chỉ mang thêm cái mầm mống bệnh gieo rắc thêm để lây chéo lây nhiễm thêm, đúng không? Cho nên là mình, chúng nó có xuyên tạc cái cỡ nào thì cũng, mình theo mình kể cả có cái ý đó cũng không quan trọng. Đúng rồi, mình Đấy, ủng nhà khoa hộ, bổ sung tại gì không? vì các bạn thấy các cái nước mà họ biểu tình như cái lúc mà màu dịch bệnh này nó có tốt đẹp gì không? Thái Lan đó, dịch bệnh tâm Thái Lan, Miến ca Điện dương tính tăng ở mầm rồi đó. là các cái lễ hội của Ấn Pháp, Độ đấy, nó có mang lại cái gì đúng đâu, không? chỉ mang lại Pháp sự chết vậy. chóc cho khắp Đúng cả những người đi biểu tình, đúng không mọi người? Thì họ chết thì họ không ân hận, nhưng những cái người bị vạ chúng lây do cái ta các vẫn cái cuộc biểu tình như thế. có cái gọi là cái phương án phòng ngừa ngăn chặn việc Phải biểu tình. vui Nói cho chung bom là nước, phải nói thẳng vui. ra, chúng ta nói thẳng ra là ngăn chặn cái việc biểu tình nó xảy ra trong nước, vì nó không đem lại một cái kết quả tích cực nào hết cho cả cái dân tộc. Thế nên là chúng ta phải ngăn chặn. Mà thật thẳng các thật ra thực mình nói tế theo cái ý kiến của mình, mà ý kiến của những người mà đang yêu cái Tổ quốc Việt Nam này, yêu cái chế độ này, kể cả là ngày bình thường không có dịch, quân đội ngăn chặn biểu tình, ngăn chặn bạo loạn, Nam Hoàng cũng vẫn giơ cả hai chân hai tay ủng hộ. Đương nhiên cái chế độ này thì hộ phải bảo vệ, nếu có mầm mống là phải bảo vệ rồi, đúng không? Kể cả thực sự là không, quân nhưng đội có mà làm có thì mình cái cũng vấn ủng hộ. đề đây là anh Lan Hoàng là nói chung là cái luận điệu tụi nó gọi là thuyết âm mưu, nó tự vẽ ra thôi, nó Thì đương nhiên muốn đấy cũng như cho là Lan Hoàng vừa đưa cho cái hình của Việt Tân, nó đưa mình chỉ thì đưa đó xe bọc thép để chở quân nó vào, thì nó đưa hẳn cho cái xe tăng ở đâu đâu vào ấy, nó lồng ghép vào để ví kích động lòng dân. ví dụ vậy là anh Lan Hoàng nó tạo ra cái nghi ngờ, nó viết một cái như vậy, thì giờ ví dụ như anh em mình mà đưa ra bàn như vậy á, tức là anh em mình sẽ suy nghĩ ra sẽ có cái khả năng A và có khả năng B, thì từ đó dẫn đến ví dụ như là nếu mà anh hiểu biết là chẳng qua đó chỉ là cái luận điệu xuyên tạc thôi, anh không quan tâm tới thì không sao. Ví dụ như người khác mà đọc vô đó mà thấy vậy thì bắt đầu trong đầu và suy nghĩ Đúng đó, rồi, là tức là người nó dân chỉ muốn mục mà đích không là tiếp hướng thu lái dư rồi luận, phản bội các thứ thì đọc các thì cái đó đấy thì sẽ dao động và hoang mang, gọi là nó thuyết chỉ âm muốn là mưu. hướng lái, đúng rồi, đó mục đích là muốn hướng lái dư luận mà thôi, đều gây cho cái tâm lý hoang mang thôi, chứ còn cái mục đích thực tế thì người dân người ta quá hiểu rồi. Trong cái dịch bệnh như thế này đã chúng ta đã một năm mấy nay ròng rã, và Thật thành phố ra Hồ Chí Minh thì là chúng 2-3 tháng nay ta rồi, cũng cũng không biết có ai là vậy trong không hiểu. cái dịch bệnh thế này, bản thân với mọi người này, trong cái dịch bệnh này cũng có những cái trò kích động của tụi nó rồi, chứ không phải không có, nhưng mà không đến mức mà xảy ra được. Lại lại không cần phải đến quân đội, chỉ cần an ninh thôi với cả công an chúng nó đã đủ rồi. Nhưng mà đương nhiên cái lực lượng mà nó mỏng quá thì bây giờ hậu cần thiếu, đúng không? Công an thì họ không làm được cái hậu cần chuyên nghiệp như bộ đội, thì họ đưa vào mấy cả quân y chỉ có thế thôi, mà chúng nó cứ dùng beng. Nhưng mà cái sự kích động này thì chúng nó hình như là bị hạ màn rồi. Nghe mọi người nói là một số dân chủ của nhắn tin là giờ có quân đội rồi, đừng có mà ho he nữa, đừng có mà kiểu như là ra đường kích động nữa, đại loại Nhưng ấy. mà theo em á, đó là chỉ là một cái luận điệu của tụi nó tự bày vẽ lên để tạo cái tâm lý hoang mang thôi, chứ còn Đương lại nhiên cái thực rồi, tế chả những có người người như dân mình nào này theo hết. hiểu đó là nó tạo ra cái tâm lý, nhưng mà mọi người chỉ sợ những cái người mà không biết là sẽ hoang mang thôi. Thì mình Em làm những cái diễn đàn này đúng thì rồi. được đến những cái người mà chưa biết thì Em họ có một sẽ cái hiểu. Rồi mời em có Bình một Tùng. cái em có một cái em muốn các anh thử phân tích như thế này. Các anh có thấy một cái điều kỳ lạ không nè, là tại sao ở phía Bắc á, khi mà người ta chống dịch người ta cũng có khó khăn thì có những cái việc trục trặc đó, nhưng mà tại sao không thấy cái chuyện mà dân chúng đi lên trên ấp hay lên trên bang để mà gọi là đòi công bằng rồi quay live stream chửi bới, mà tại sao ở phía Nam lại có? Em phân tích tại sao ở phía Nam cái chuyện này xảy ra rất nhiều luôn nha, tức là vào kéo 5-7 người vào trong người trụ sở ủy ban, trụ sở ấp, rồi bắt đầu là la hét đòi hỏi những cái gói hỗ trợ rồi chửi bới live stream, em thấy rất là nhiều. Có một cái gì đó rất là khác, và theo em nghĩ đó là ở phía Nam đang có một cái vấn đề gì đó về cái tư tưởng, một bộ phận người dân đang có vấn đề gì đó tư tưởng, cho nên em cảm thấy là có một cái vấn đề rất là khá khá là nghiêm trọng về cái tư tưởng của người dân đó em. Thế em nghĩ là như vậy đó, nó khác hẳn, tức là tự nhiên đâu ra mà thấy ở trong đây cái clip đăng lên thấy ở đâu cũng có cái chuyện như vậy rườm rà. Và em nghĩ là cái tụi phản động nó đang khai thác cái yếu tố là cái việc mà cái quan hệ giữa dân á,
dân và quân, dân và nhà nước ở phía Nam này có vẻ hơi có cái sự xa cách hơn các anh. Em nghĩ là cái mối quan hệ giữa dân và quân, giữa chính quyền và nhà nước, chính quyền và người dân ở phía Nam cảm thấy hình như nó có vẻ không ổn định hơn. Nó không ổn, nó không vững chắc như ở phía Bắc, cho nên nó khai thác rất rõ cái chuyện này. Anh Nam Phong chia sẻ đi. Nói chung là cái này em nói ra thì rất là nhạy cảm, nhưng mà em cảm nhận như vậy, em thấy ở phía Bắc không hề, ở phía Bắc không hề có cái chuyện là lao vào trong ủy ban rồi bắt đầu live stream rồi la ó đòi những cái này rồi cái kia, mà trong Nam em thấy rất nhiều, thấy hoài luôn. Thì em mong là các anh chị cho ý kiến. Cái này thật sự mà nói thì mình phải nhìn lại lịch sử. Tại vì ở miền Nam này chúng ta nhìn lại lịch sử để chúng ta có cái đánh giá về cái tư tưởng của một số thôi nha, số người ở miền Nam. Thật sự họ không có thân cộng sản, họ không thích cộng sản. Mình nói thẳng ra vậy. Là vì gì? Vì lịch sử. Một phần vì mình nói thẳng luôn là tôn giáo. Lịch sử tôn giáo nó có cái ảnh hưởng đến cái tư tưởng của họ. Cho nên là một số họ không thích cộng sản. Mình nói thẳng. Và rõ ràng chúng ta thấy những cái comment, những cái hành động đó nó mang cái tính chống đối. Và cái việc mà cái tụi mà chống phá nó khai thác là đương nhiên đó. Vì nó biết thừa là sẽ có một cái bộ phận sẽ nghe theo. Bởi vì cái tư tưởng nó như mình đi. Ví dụ mình bây giờ thằng nào mà nói là dụ dỗ được mình quay lên chống đối một cái, không bao giờ được. Nhưng mà những cái người mà đã có cái tư tưởng không thiện cảm, chỉ là không thích rồi, thì cái việc xuyên tạc, cái việc mà xúi dục nó rất dễ. Cho nên là vừa rồi có một ở ngay Hóc Môn này cũng có một clip đó lên ủy ban, kéo nhau lên ủy ban, nhưng mà chắc chắn là cũng có cái bàn tay nào đó tác động. Nhưng mà nhiều cái người dân không hiểu là vì sao họ cứ dùng cái từ người dân là phải được nhận 1,5 triệu, nhưng mà thực sự cái việc mà đối tượng được nhận nó phải có cái đối tượng phù hợp. Buôn gánh bán bưng rồi buôn vé bán vé số rồi một vài đối tượng thôi, chứ không phải là cứ người dân là được nhận. Nhưng mà nó xuyên tạc sao nói là người dân là phải được chịu rồi, cho nên là cứ nói là dân kéo lên ủy xã để hỏi thì nó gây cái bất trật tự. Cái đối tượng được nhận là nó hạn chế, bởi vì chúng ta thấy ngân sách nó đâu có đủ đâu mà cho tất cả mấy chục triệu, gần 100 triệu dân tiền đâu. Thì em cũng muốn phân tích cái mà ý kiến của Bùi Tùng vừa mới nêu á, thì như anh Nam Phong đã chia sẻ rồi á, là chia sẻ về cái yếu tố lịch sử, thì em hoàn toàn nhất trí, chính xác là nó như vậy. Và một cái điểm nữa là bắt nguồn từ lịch sử á, thì chúng ta phải xét đến hoàn cảnh địa lý, tức là vị trí địa lý. Thì cái nền mà văn minh lúa nước ở sông Hồng là từ xưa rồi, thì dân ở ngoài miền Trung, miền Bắc á, là họ đã sống tập trung với nhau cùng chống lại những cái thiên tai địch họa là rất là lâu đời. Đấy, thì trong cái mối quan hệ mà liên kết với nhau của họ á, là rất là thân thiết, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau. Ví dụ như là bão lụt này kia, giờ một nhà thì không phải lo, thì thấy hàng xóm thì họ sẽ qua, họ giúp đỡ được cái gì thì họ giúp đỡ cái đó. Thì từ đó tạo ra cái mối gắn kết về cái tình yêu thương đùm bọc. Đó là một cái vấn đề lịch sử. Còn cái vấn đề vị trí địa lý thì ở ngoài miền Bắc, miền Trung, thời tiết rất khắc nghiệt, đất đai thì không phì nhiêu bằng khu vực miền Nam. Đó là không có thể nào mà bằng miền Nam được. Thì do đó muốn làm ra một sản phẩm, ví dụ như ở miền Nam mà đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long đi, làm ra một tạ thóc thì ví dụ có thể bỏ ra 10.000 vốn thôi. Nhưng mà ví dụ ở miền Bắc, miền Trung mà muốn ra một tạ thóc có thể bỏ tới cả 30-40.000 tiền vốn ở công sức ở đó. Thì đó, hai cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau thì sẽ tạo ra một cái tính cách khác nhau. Ví dụ như vậy ở ngoài Bắc á, miền Trung thì họ sẽ kham khổ hơn, họ chịu thương chịu khó. Vì làm ra cái đồng tiền, làm ra cái sản phẩm cực kỳ khó khăn, nên họ sẽ trân trọng hơn. Và ví dụ ở trong đấy làm ra rất là dễ, cho nên đơn giản thôi. Ví dụ như là mình có thể ăn xài thoải mái vì không sợ là thất mất mùa, không sợ đói kém. Đấy, tính từ
chỗ như vậy á, thì cái tính cách của họ sẽ theo một cái chiều là phóng khoáng. Và một cái điểm nữa cũng xét lại là khi thực dân Pháp gần 100 năm và thực dân Mỹ xâm lược chúng ta, thì ở khu vực miền Nam cái thời gian mà được giải phóng và vùng giải phóng thì cực kỳ hạn chế, cơ bản là nằm dưới cái sự thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đấy. Và Pháp và Mỹ thì đó là một cái bọn thực dân đế quốc rồi, cái lối sống nó tuyên truyền cái chủ nghĩa cá nhân vô độ, cái lối sống buông thả. Nó ví dụ nói những cái dù như là ở mà cái khu vực vùng miền thì anh không có muốn phân tích, là không có muốn nói nhiều, nhưng mà ví dụ như là cái câu mà xả láng sáng dậy sớm, nếu mà đặt ra ở ngoài miền Trung quê của anh á thì chửi cho sắp mặt luôn, vuốt mặt không kịp. Nói thiệt, từ đừng có nói là ông bà cha mẹ ở trong nhà, mà kể cả hàng xóm cũng chửi nữa. Tại vì phải biết là ăn khi lành dành khi ốm đó. Và cái nữa, một cái hệ quả mà khi mà Bùi Tùng nói á, là có nhiều cái thành phần chống đối hơn á, thì ở đây đã nói rồi là nó nằm ở dưới cái đất ách đô hộ rất là lâu rồi, đến những cái thành phần tàn dư lại. Thì từ cái tư tưởng ví dụ như đơn cử như thằng Linh Xuân với thằng Thể, thì con nó không thể nào mà nói là nó nói là cái chế độ này là tốt đẹp được. Nó thẳng ra vậy, giờ cha mẹ ngày ra rã hàng ngày đi chửi đảng, chửi nhà nước, chửi chế độ, thì con cái làm sao mà nó nói tốt cho được. Thì cứ như vậy là di truyền theo, thì những cái thành phần đó cũng tiếp nối ông cha của nó cấu kết với những cái thành phần ở ngoài xuyên tạc chống phá thôi. Thì đó là một cái yếu tố thêm nữa đó. Cho nên là từ nhiều tổng hợp, từ nhiều cái vấn đề lên á, cộng thêm cái mặt trái của nền kinh tế thị trường đó, cái mặt trái của nền kinh tế thị trường là nó đề cao cái chủ nghĩa cá nhân, nó đề cao chủ nghĩa cá nhân đó. Cho nên là cái cuộc sống, từ cái cuộc sống rất là thoải mái, rất là buông thả, rất là dễ dàng rồi, thì khi tiếp xúc với những cái văn minh khác, ví dụ như là văn minh phương Tây, nó tôn sùng cái chủ nghĩa cá nhân, thì cái tư tưởng của con người á, nó hoàn toàn khác với cái sự lúc nào cũng có người kêu anh là phải nâng cao và học tập trình độ lý luận các kiểu để phục vụ cho đất nước, anh phải cống hiến sức lao động trí tuệ cho đất nước để đưa đất nước giàu mạnh lên, thì ở bên kia nó lại cổ suý cho làm cách nào để cho anh giàu lên thôi là đủ rồi, còn lại anh có thể đạp lên trên đầu người khác để miễn sao anh giàu là được. Thì hai cái, một cái mà đạp lên đầu người khác để mình trở nên giàu có thì có thể là dễ làm hơn, là thay vì mình kiếm được 10 đồng nhưng mà 10 đồng đó mình san sẻ cho những người khác để mọi người cùng giàu. Đương nhiên là hai cái, một cái khó một cái dễ, thì sẽ chọn theo cái cách dễ hơn đó. Chính vì vậy cái tư tưởng của họ sẽ không có tập trung, và họ không có mạnh mà về cái mà gọi là chính trị, cho nên là khi nào cũng đề cao cái bản thân mình thôi, cái chủ nghĩa cá nhân nó lên ngôi, thì sẽ không có cái chỗ cho cái sự đoàn kết và cái tập thể, thì nó là hạn chế bớt. Thì theo suy nghĩ thì như vậy.